Hello teacher. Okay. Oh, Long is on time today, right? Mm-hmm. Good. Is it rain today in your area? Is it rain today in your area? No. So what about Vietnam and Ngọc Phi? It is rain or hot or sunny? Okay, so have you done your homework? Have you done your homework? Yes. Yes, okay, good job. I will check it later. Okay. Let's get the other person, like get the other students into the classroom, okay? About 45 minutes. Here, I'm going to go. Thank you. Back. Hello, Kira. Hello. Are you playing the piano? What? Are you playing the piano? Yes. On your laptop? Oh. So do you have play some songs? Do you play some songs? Wait, let me try again. I can rely it. For what? No, I don't need. Rồi, ok. Đợi khoảng 1-2 phút nữa thôi nhé. Nếu như bạn không vào, Andrew không vào thì chúng mình sẽ học luôn nhé. Cô đi lấy cái chân thì cô muốn cái tóc ạ. Hãy
Okay, now let's start the lesson today. Okay, now I will share my screen first. And then I will check your homework. I will check your homework. At the previous lesson, we had the two exercises, right? The first one is in the classbook, and the second one is workbook. That's right. So now let's switch to classbook. Exercise 4. This is antonyms, right? Antonyms là từ trái nghĩa, đúng chưa nhỉ? Nào làm cho cô bài tập số 4 nè. Câu số 2. Number 2, Ngọc Vy please. Yes, teacher. Jenny is a fan of the local team, Seahawks. They are going to win on Saturday. Okay, that's right. Good. Number three, it was so nice of you to me your extra ticket. Number three, Kirana. Yes. It was so nice to give me the extra ticket. Okay, right. To give me your extra ticket. Number four, Thiện Nhân nè. Yes, teacher. That was the worst dream I've ever seen. It was so boring. Okay, that's right. Okay. That was the worst dream I have ever seen. It was so boring. Okay, right. Nah. Let's do the exercise 2. Number 1, the children meet Jim outside the hospital. The second one, Jim has got long please. Number 2. Yeah. Jim has got a surprise for them. Google. Jim has got a surprise for them. Mm-hmm. Number three, Vina. Yes, teacher. They got the best seats in the stadium. Okay, that's right. Number 4, Kira, please. Jim Dean had just sit in the stadium, you know. No, D is number 3. So what about number 4? Them is thinking. Jim had just one more goal they win. So one more goal they win. Oh no, it's not correct. That's true again.
Do you remember the story? New goalkeeper. Just got a new goalkeeper. Okay, right. Jin's team has just got a new goalkeeper. Right. Number five, Thiện Nhân, please. Yes, teacher. Number five là ai? Kim. Ai? Is the team score? Joe. Thu. The captain of his team. If the team score trophy to the captain of Jim's team, you choose A. Is that right? Yes. That is not correct. Please do again. Please do again. A is not correct. Yes. So if the team soccer one more goal, they win. Okay. If the team score is not soccer, score one more goal, they win. Được chưa? Đây là câu cấu trúc của câu điều kiện loại một đây, được chưa? Rồi tiếp câu số 6. Câu số 6 bạn Long. Câu số là the children can give the trophy to the captain of Jim team. Cô đang sao vậy? Okay, that's right. Number 6 is A is correct. The children can give the trophy to the captains of Jim's team. And the last one is B, okay? The children will come back and watch Jim play. Okay. Để con làm hết cái phần phần tiếp theo của cái bài 3 cho. Để con làm hết phần bài 3 cho. Vì con nói muộn, con tự phản mình bằng cách là làm hết bài này. Okay, good. Nah, let's do it. One is game. No, you need to read the whole sentence. Are you a football fan? Football is the most popular game in the world, and in the club too. We want to make two teams, and we wish to have 11 players to each team. Do you want to play? We need one person to be a goalkeeper for each team, and stop the ball going to the rồi nhưng mà thấy có nóng không nó? Now what is the answer of number 4? Team. A team. Okay. And stop the ball going in the net. All of the other players try and score as many goals as possible. We usually play in the park. We never play in a stadium, but sometimes we go together to watch a match between two important teams. Come and join. Stadium, and the last one is match, right? Okay, all are correct. Rồi. Good job. Now, so before we move to
to the lesson three that related to the basic grammar. I'll give you a game. This quiz will check the vocabulary that you had learned at previous lesson. Okay, now. This quiz just has 10 questions. And we will play it in individual, okay? Ooh. Now, this is the court. This is the pass court. 114000. Okay, or I will send you the link. Cuối cùng, rồi. Con ở trong khi vào game chơi chơi cái trò này thì con phải tắt hình vì do như là cứ ra lúc khác là nó tắt hình cô. Ok, rồi. Thì nữa thì Who asked who's care? Trời cái chat. Cái chat. Cái hộp trò chuyện của con. Lát như gì? Yeah, I can see V and Long here. So what about the others? Please quickly. Thiện Nhân, Kira, Andrew. Yes.
and ship name. Who are you? The unsafe name. Who have the nickname? Sao con không thấy con? Sao con không thấy con vậy? SMG 4 is Andrew, right? Unsafe name is Kira, right? Okay. Wait me a sec. Wait me a sec. Can you speak louder? Cô tại sao cái hạng năm ấy thì người ta ghi là tên không an toàn? Cô không biết, cái đấy cô không biết nha. Cái hình như là tên của Kira đó. Thua. Hay là thua. Anh vẫn đây đi. Yeah.
Không gian biết dấu cô giờ sao cô? Bạn nhân tiếp tục làm đi. Làm sao cô? Em viết được dấu cô, dấu cầu cô. À rồi thế thì cứ viết đi sau rồi thì nếu cô sẽ check xem câu này có đúng không nhá. Ok không sao. Chúng kia bạn nghĩ là có kệ cũng tạm. Ít được bao nhiêu để uống được bao nhiêu thứ hai này. Viết ngày hai. Không phải tìm mấy nữa, lần này là con khác. Hôm nay mẹ thứ hai biết đố vẽ nhiều bao nhiêu pha mới lăn ở ngoài đã diễn rồi. Không chắc được mẹ. Đã cho diễn rồi. Hôm nay chống nhiều cực quá. Tại vì là người ngoài, người có tên ngoài. Congratulations, B. Andrew and Lam. Okay, now I will look through the on the questions here. Okay. Okay. The athlete is Nien, vận động viên. That's right. Nien is correct.
Brown is correct. Chơi mở cái này. Bạn Kira. Bạn Kira quên mất cái nhé của từ nào rồi đúng không? Thì luôn. Chọn đi. Kira quên mất nghĩa của từ athlete rồi đúng không? Ở đây có Kira, cô không chấp nhận đáp án bởi vì đáp án nhìn là biết rồi. Nha, Kira nhớ cho cô là athlete, có nghĩa là vận động viên nhá. Vận động viên, được chưa? Anh có cái chữ nặng. Có chữ gì? Training, training gọi không được. Màu đen hay màu trắng? Okay. Rồi tiếp theo. What is huấn luyện viên in English? Coach, right? Coach, right? Ở đây nó là huấn luyện viên, tức là đang nói đến danh từ thì nó phải là coach chứ không phải là train. Train ở đây nó là đào tạo, huấn luyện, nó là động từ khác, hiểu chưa? Nhân thì đáp án là tạm chấp nhận nhá. Không chấp nhận được luôn. Hay là không chấp nhận được nhá. Coach thôi. Đâu tiếp theo là training. Rồi nhân đúng, vi đúng, Andrew đúng, Kira đúng, Long quên từ này hả Long? Cay quá. Rồi, cô là training. Ok. Ở đây thì nhớ cô là training có nghĩa là đào tạo huấn luyện nha. Rồi trophy cúp nhân đúng, nhân cô chấp nhận đáp án. Ok. Trophy cúp đúng ạ. Cái gì? Yep. What is tomorrow in English? Goalkeeper. Rồi. Tiếp là what does do exercise mean? Ở đây thì cô định cho một cái nghĩa là tập thể dục thôi, nhưng mà thực ra do exercise nó cũng là làm bài tập nữa, là cô mới cho cả hai, được chưa? Goalkeeper thì không phải nha, bạn nào chọn goalkeeper là sai nha. Goalkeeper thủ môn mà, đúng không? What does C stand for? Ở đây thì thay vì bởi vì nó có quá nhiều chữ C nên là cô đã cho cái hình ảnh ở đây rồi, thì đây nó phải là captain nha. Ok, right. Ok. Yeah. Rồi như vậy là hầu như các bạn đã đều nhớ được các từ mới. Tốt. Có một số từ thì các bạn nhớ athlete là vận động viên nhá. Còn train thì là đào tạo. Còn coach thì là huấn luyện viên. Thấy không? Give me a water please. A bottle of water. Thank you. Được không đây? Rồi, ok, so today we will next continue to learn the lesson 3, grammar 1. Now. Rồi, hôm nay cô sẽ cho các bạn học về kiến thức của modal verbs nhá. Tức là các cái câu điều không phải động từ viết thiếu, được chưa? Rồi. So before we start. Let's come to the exercise 1, listen and read. What has professor invented? Hôm nay có một cái chị là con có một cái chị IG là cái gì ta, chị cũng biết không, hôm nay chị cũng đi không?
Tiếp này gọi mua với em mất tiền cũng không có chịu lên được. Được thế. Okay. Thế này, đoán đi, mình đoán đi. Mình biết đây. Đoán đây. Listening 70. Bạc, em không biết là bạc nha. What has professor invented? Cái này tiếp, đoán đi. What are those, professor? They're my new invention. They're excellent exercise boots. Let's test them. The boots feel good. Wonderful. They'll be a big success. I'm turning them on now. Help! Professor! I can't stop! Oh dear. I might need to do more work on those boots. Okay. It is funny, right? Rồi, ở đây nhá. Let's answer this question. What has the professor invented? What has professor invented? Long nào? The professor invented the excellent exercise boots. Okay, that's right. The professor invented the excellent exercise boots for their for his robots, right? Okay. Now, I will underline this sentence. They will be a big success. I can't stop. I might need to do more work on those boots. Rồi, ở đây nhá, những cái từ mà những cái động từ mà cô gạch chân này. Những cả những cái câu mà cô gạch chân này, they will be a big success. I can't stop and I might need to do more work on those puts. Thì ở đây này, những cái từ như là can't, can, cannot hay là big, will hay là might. Thì những cái từ này được gọi là những động từ khuyết thiếu. Được chưa? Và như có các buổi trước cô đã nhắc rất nhiều lần là đằng sau động từ khuyết thiếu chúng ta vẫn phải cần một động từ. Bởi vì cái động từ khuyết thiếu thì nó chỉ là động từ thiếu thôi, đúng không? Khuyết thiếu mà. Nó bị thiếu đi một phần và cái chức năng của nó cũng bị giảm đi một phần. Cho nên mình thấy đằng sau động từ khuyết thiếu chúng ta vẫn phải cộng thêm một động từ nữa. Và cái động từ đó thì các bạn không chia giúp cô nhé. Nó gọi là động từ không chia hay gọi là động từ nguyên thể. Được chưa? Như vậy là đằng sau các cái động từ khuyết thiếu chúng ta vẫn phải cộng với một động từ nữa. Và động từ đó là động từ không chia nhá. Các bạn chú ý cho cô là không chia nhá. Rồi. Let's read and learn. It is modal verbs. You use might and put to talk about the present. And the future possibilities, and use will and won't to talk about future definites. Okay, thì ở đây, ở đây thì người ta có phân biệt cho các bạn một số cái cách sử dụng của động từ khuyết thiếu. Bởi vì là cái động từ khuyết thiếu khi mà chúng ta dịch ra thì nó sẽ đều dịch ra theo một nghĩa là có thể,
hoặc là sẽ làm như này, hoặc là có thể làm như này, hoặc là có thể làm như kia. Bằng chứ người ta không phân biệt rõ là à vậy lúc nào thì sẽ dùng từ này và lúc nào thì nên dùng từ kia. Thì ở đây người ta có nói là người ta sử dụng từ may, might và could này để nói về những cái khả năng, được chưa? Về những cái khả năng thôi. Những cái khả năng có thể làm được ở trong hiện tại và tương lai. Còn người ta sẽ sử dụng từ will và từ won't, will not đó, để nói về những cái mà trong tương lai chắc chắn sẽ làm. Được chưa? Genevieve này là chắc chắn rồi. Được chưa? Now, future Genevieve, như là những cái mà tương lai chắc chắn sẽ làm. Thì người ta sẽ sử dụng từ will và won't. Thì chúng ta hay sử dụng cái thằng này, ví dụ giống như một lời hứa đó. Ví dụ là I will do this, I will do that. Thì cái từ will này nó sẽ giống như là để nói về một cái mà nó như một lời hứa. Và chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện ra tương lai. Còn thằng may, thằng might này, thằng could này thì cái mức độ mà có thể làm nó sẽ giảm hơn so với thằng will và thằng won't. Thấy chưa? Nó có thể làm thôi, và cũng có trường hợp là nó sẽ không thể làm. Thì chúng ta có thể sử dụng từ may, might và could. Được chưa? Nha. Hiểu chưa nhỉ? Con nói lại này. May, might và could là các động từ khuyết thiếu để nói về những cái khả năng mà chúng ta có thể thực hiện ở trong hiện tại hoặc là tương lai. Còn thằng will và thằng won này thì để nói về những cái dự định mà chúng ta chắc chắn sẽ thực hiện ở trong tương lai nhá. Một thằng là có thể, một thằng là chắc chắn. Rồi, như vậy thì áp dụng cho cô làm cho con câu số 2.3.4.5.6 nhá. Câu số 2 này, bạn câu số 2 bạn Vi này. Anh Vi nè. Hello Ngọc Vi. Yes teacher. Câu số 2 nè. Thứ hai con chọn gì? Might hay là will? We will go to the restaurant. We'll decide tomorrow. À, rồi, ok. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn từ will, no. Ở đây chúng ta sẽ chọn từ might nhé. Tại vì sao lại chọn từ might? Tại vì đây nó chỉ là khả năng thôi. Khả năng là chúng tôi có thể đi tới cái restaurant ngày mai. Bởi vì sao? Bởi vì ngày mai họ mới quyết định cơ. Cái việc mà họ quyết định này là ngày mai chắc chắn họ sẽ quyết định này. Chắc chắn là họ sẽ phải quyết định vào ngày mai này. Nhưng mà cái việc mà có đi hay không thì phải phụ thuộc vào cái việc là họ quyết định vào ngày mai, được ngày mai đó. Hiểu không? Nên ở đây chúng ta sẽ sử dụng từ mai thôi. Là cái khả năng có thể xảy ra thôi. Hiểu chưa? Vi hiểu chưa? Vi hiểu chưa nhỉ? Dạ rồi. Ok. Câu số 3 bạn bạn Thiện Nhân à? Câu số 3. Yes, teacher. Dạ. Want the children. Okay, right. Like the children. Okay, it want. Okay, that's right. The children won't play outside. It doesn't rain. Rồi. Câu số 4 nè.
Câu số 4. À không, sorry, thưa các bạn nhá. Câu số 3 là phải là may. Bởi vì chúng ta dịch theo nghĩa thì chúng ta sẽ không phải là want được. Nếu như mà trời không mưa thì những đứa trẻ này có thể sẽ ra ngoài chơi. Thì ở đây cái thằng want này nó không lừa mình. Mà cái câu số 3 là chúng ta đang dịch theo nghĩa. Nên là chúng ta sử dụng từ may, được chưa? The children may play outside if it doesn't rain. Câu số 4, bạn Long. Câu 4 là you want. Want. Okay, right. That's correct. Number 5. Number 5 for Andrew nè. If I'm very tired, I might go to bed early tonight. Okay, right. I might go to bed early tonight. Ở đây thì nó chỉ là một cái khả năng thôi. Khả năng là nếu như mà tôi mệt thì tôi có thể sẽ lên giường ngủ hoặc là tôi có thể làm một việc khác. Tức là nó chỉ là một trong những cái điều kiện, một cái trong những cái khả năng mà họ có thể làm thôi. Chúng ta sẽ chọn might. Câu số 6, bạn Kiran à? Yes. Mm-hmm. Julie may be happy if her team win the match. Ok, ở đây chúng ta sẽ chọn từ will thay vì từ may nhé. Chắc chắn là Julie sẽ hạnh phúc. Nếu như mà cái đội của cô ấy chiến thắng thì cô ấy sẽ hạnh phúc. Được chưa? Ok. Rồi, ok. Ở đây thì người ta đang cho các bạn practice about the first conditional, câu định cử lại một. Được chưa? Thì ở đây các bạn sẽ mỗi người chọn một cặp để hỏi, sau đó sử dụng cấu trúc điều kiện lại một để trả lời nhá. Ví dụ, okay. bạn đầu tiên sẽ hỏi là what are you doing on Saturday? Bạn thứ hai sẽ trả lời là if it's sunny, I might play basketball. Hoặc là I might play in the garden. Hoặc là như thế. Được chưa? Nó giống như kiểu như này. Thì ở đây cô xem có bao nhiêu cặp. Các bạn có thể thay đổi nhá. Có thể thay đổi không phải hỏi chủ nhật mà hỏi các ngày khác trong tuần cũng được nhá. Các bạn có thể thay đổi, được chưa? Thiện Nhân và Long một cặp. Vi và Andrew một cặp. Kira sẽ cùng cặp với cô, được chưa? Ok, ba đội à? Cô, đúng không? Ok. Rồi, bạn Long trước, cặp của bạn Long trước nào. Một bạn hỏi, một bạn trả lời, sau đó hỏi ngược lại nhé. Cô là what are you doing on Sunday? What are you doing on Sunday? Bạn cùng gặp với bạn Long là bạn nào? Yes. Cái nào cô? Con chọn cái nào cũng được. Con chọn là if it's sunny cũng được, mà con chọn là if it's rainy cũng được, không sao cả. Cái đấy là cũng thuộc tùy vào con mà. Em chọn rainy. Okay. If it's raining. I might stay at home. Okay. If it's rainy, I might stay at home. Okay, now take turn, please.
Thiện Nhân ask and Long answer. Yes. What are you doing on Saturday? It's cloudy. I might stay at home. If it's cloudy, you might stay at home. It is just cloudy. Actually, I love this. I love this weather. Cloudy, because it's no hot, and it's also no wet. Not wet. Mà cloudy thì đâu có thể chịu được. No. When it is cloudy, it has still a wind. When it is cloudy, it has still a wind, right? So we still fly a kite as usual. It doesn't matter, right? Okay, that's right. Thực ra trời mưa thì cũng không hẳn là chiều thôi, chứ còn trời nắng, trời râm mà trời có nhiều mây mà nếu mà có gió thì vẫn là được điều mà. Ok, nào cặp tiếp theo nào, cặp của Andrew và Ngọc Phi nào. Con chọn cái phần ở mưa và chọn là play garden 2. Okay, whatever you want. Now, so V will ask first and Andrew will answer. Okay. What are you doing on Saturday? It is raining. If it's rainy, I mai trải nghiệm từ gì hả? Trải nghiệm từ mai hả? Cannot mà nhỉ? May thì thành may not, mai thì may not. Sunny, I gì nhỉ? May not play. It is sunny. I may not. What? Rainy. Okay. So if it's rainy, what else? I might not listen to music, right? I might not play in the garden. Okay, now take turn, please. Andrew will ask and V will answer. Andrew hỏi bạn đi. What are you doing on Saturday? If it's sunny, I will go to the park. Okay. If it's sunny, I will go to the park. Okay, now, and the last pair is me and Kira, right? Now I will ask first and Kira will answer. Okay? Kira, are you ready? Mm-hmm. So, what are you doing on weekends?
If it's Sunday, I might play my piano. Oh, okay, good. So play the p. So the weather is affect. Affect to the to your play. You're playing piano? Yes. Ah, okay. Now, let's take turn, please. Let's ask me, and I will answer you. What are you doing on weekend? How are you doing weekends? Okay, so if it's sunny, I will go outside with my twins. But if it's rainy, I will just stay at home and listen to some K-pop music. Yeah. Okay. Piano is also one of the favorite choice, but actually my piano in my home isn't working, so I need to repair it. Okay, thank you. Thank you, Kira. Ở đây các bạn có thể sử dụng hai cái bức tranh này nhá, và sau đó thì tập luyện ở nhà giúp cô nhé. Because that is a speaking, so you can based on the samples here, but you can use some the other one outside. It's okay. So bye. Okay, now let's come on to the next one, the grammar two, but it's still relate to the module verb. Cái phần kiến thức số 2 nó vẫn là một cái phần kiến thức liên quan đến câu từ thuyết thiếu. Hold on a minute. Okay, sorry, because my house today has many children. Yeah, so it's a little bit noisy. Mm-hmm. Now, let's come to the exercise one, listen and read. Who could be giving the advice about the exercise? Okay, now let's read this reading and let's read the text and answer the question. Who could be giving the advice about the exercise? Now, okay. Như người ta đọc nhé. Listening 71. Listen and read. Who could be giving the advice about exercise? Do you have to exercise every day? Yes, you do. It's very important to do some exercise every day. You don't have to go to the gym or do a sport every day, but it's a good idea to go for a walk or a run. You have to use your body to keep it healthy. Mm-hmm. Okay, now, so let's answer the question at the beginning of the title. Who could be giving the advice about exercise? So let's think and guess. So who could be giving you the advice about the exercise? Andrea? What do you think about the person that give you the advice about exercise? Andrew? Andrew, are you here?
I sing I don't know, because there's so many because he's here. I see everyone. Everyone near you, right? Everyone is can give you advice about exercise. Okay. Yeah. So what about V? What do you think about the person who give you the advice about doing exercise? Who often to give you the advice about the exercise? Novi? Yes, the girl. I think everyone can give the advice about exercise. Everyone. So what about you? So what about you? That is your question. That is the question that asked you. In your daily. Anh chị, ăn lắm vào. Mai ăn rửa bát nhá. Không mua lên. Sorry. So in your daily life, who often give you the advice about the exercise in your daily life? Trong cuộc sống thường ngày của con thì ai sẽ là người đưa cho con những cái lời khuyên về về việc tập thể dục nhỉ? Okay. Ok. Guest speaker. Đi. Giá mua hồng nhận tay cần gì giữa cô? Your mother? Ok, it's good. Đau cổ. Ui. Đau quá. Nữa. Gì? Không ra nào. Rồi. Ok, thank you. So, hôm nay thì các bạn sẽ học tiếp tục học thêm một cái câu nữa về động từ viết thiếu, được chưa? Thì ở đây này, các động từ viết thiếu của chúng ta đang học là từ have to, được chưa? Have to đây chúng ta sẽ dịch là phải. Nha, ở đây chúng ta sẽ dịch là phải. Have to là phải. Rồi thì ở đây người ta có nói là have to và had to. Thì bản chất của have to và had to như nhau. Had to này là thì quá khứ thôi, được chưa? Had to thì ở thời quá khứ thôi, còn have to thì ở thời hiện tại. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái thằng này để nói về một vài những cái thứ mà nó cần thiết cho chúng ta. Còn don't have to và didn't have to thì là để nói về những cái thứ mà không cần thiết. Được chưa? Ở đây ví dụ như là bạn phải sử dụng cái body của bạn để làm cho nó khỏe mạnh. Sorry, ở đây chúng ta sẽ dịch là bạn phải làm cho cái cơ thể của bạn, giữ cho cái cơ thể của bạn trở nên khỏe mạnh. Được chưa? Thì ở đây có một cái chú ý cho cô là have to thì là dành cho ở hiện tại đơn nhá. Còn cái thằng had to này là thì quá khứ đơn. Nên khi mà chia về có cái từ not á, thì các bạn sẽ phải chia là don't have a to và didn't have a to dành cho had to nhé. Have a to thì thành don't have a to này. Còn had to thì phải là didn't have to. Được chưa? À, chú ý cho cô hai cái đấy. Và chú ý là have a to cũng là một động từ viết thiếu. Nên là đằng sau nó chúng ta vẫn phải cộng với một vấp không nhé. Have a to là một động từ viết thiếu. Đằng sau nó chúng ta vẫn phải cộng với một động từ ở vấp không. Được chưa? Rồi. Ta sẽ có câu số 2. Làm cho câu số 2 nào, bạn Long nào. Ừ.
I have to. I have to have my mom clean the house today. Number three, Andrew, please. Andrew? Andrew, can you hear me? Yes. I think con nghĩ câu 3 sẽ là H2 của B. Ok, tại sao lại là H2? Thì tôi nghĩ là nó thì quá khứ của. Ok, that's right. Đúng rồi, nó có last Monday. Nên ở đây chúng ta là thì quá khứ, nên chúng ta phải lùi một thì xuống nhá. Là had to, đúng không ạ? Karen had to get up at 8 o'clock last Monday. Tiếp câu số 4 à? Câu số 4, bạn Vi. Yes, teacher. This Billy had to practice his guitar yesterday. Okay, that's right. Yeah. Number 5, Kirana. Number 5, Kirana. Yes. Okay. Now, let's look again carefully about the question 5. We tidy our bedrooms before we could go out to play yesterday. It's me. Nhìn kỹ nha, nhìn cẩn thận nha. Mặc dù cái kiến thức này rất là dễ, cô khẳng định nó là một cái rất dễ. Nhưng mà chỉ cần các bạn không để ý thôi là các bạn có thể làm sai rồi. Yesterday, Kira nhìn thấy chưa? Câu số 5 là có yesterday nhá, thì nó phải là had to chứ không phải là had to. Kira. Kira nghe rõ chưa? Kira? Kira có ở đấy không? Thảo Nhiên. I'm back. Yes. Nhớ chưa? Yeah. Rồi, nhớ chú ý nha. Mà có cuối cùng là Thiện Nhân. Tôi cứ đến 8 giờ rưỡi cái là con muốn buồn ngủ sao cô? Yes, teacher. Yes. The boy. The boy. Don't have to watch the digit. That's right. Because Demon hát Ely what's the theme? Rồi ở đây con chọn gì nhỉ? A, B or C? C. C? Nào, nhìn lại con này một lần nữa. It's A. Nó là A nhá, tại vì nó là last night, nó là tối hôm trước. Được chưa? Đó, nó rất là dễ thôi nhưng mà các bạn liên tục bị mắc sai lầm đó. Các bạn phải chú ý cho cô nhá. Lúc nào thì nó đều là have a to, nhưng mà lúc nào thì nó là don't have a to, lúc nào là didn't have a to, lúc nào thì nó là has to, lúc nào thì nó là had to. Được chưa? Has to này dùng cho chủ ngữ số ít này. Được chưa? Have a to là dùng cho chủ ngữ số nhiều này. Dùng cho thì hiện tại đơn nhá. Còn had to thì không
cần quan trọng là chúng nó số ít hay chúng nó số nhiều, vì nó là quá khứ rồi. Ở đây thì người ta có yêu cầu bài tập là viết câu hỏi và câu trả lời về Anna. Nhưng mà cô sẽ thay vào một bài tập khác nhé. Bây giờ các bạn viết luôn cho cô. Có 10 phút. Các bạn có 10 phút để viết. Viết lên trên cái phần Padlet này cho cô nhé. Cô sẽ gửi link truy cập vào cho cô. Đề bài cô sẽ viết luôn trên đó. Các bạn truy cập vào Padlet cho cô nhé. Mà đợi cùng mình đi xem cái máy nó hơi bị lag. Nhảy như cái lông công làm sao mà không đau bụng. Con thử xem. Cô không biết. Cô không có link à? Đây, à, đợi cô tí, cô tạo câu hỏi đã. Đây nha, câu hỏi đây nha. Okay, so I will send the link. So please click on the link. Rồi các bạn vào trong party cho cô đi. Sau đó viết câu trả lời các bạn đấy. Ở bên phòng bên kia. Không biết. Cô đánh cho các bạn thấy cô đánh nhạc.
bạn tham gia vào đứng bên cho cô đi. Bạn tham gia vào đứng bên cho cô đi. Sau đó thì viết bài đến 8:55 thì các bạn sẽ nộp bài cho cô nhé. Nó có các biểu tượng dấu cộng ở đây này. Biểu tượng dấu cộng ở cuối cái góc phải của màn, phía góc phải của màn hình. Các bạn sẽ ấn vào nó để tạo bài, sau đó thì viết. Rồi. Con không biết phần trách của con không có. Con không biết là vào nào vì lo như là cái phần chat của con chả thấy có cái tin nhắn nào. Oh really? Đây nhá, cô thử gửi lại xem nhá, xem có cái link public đấy không nhá. Không có cô. Các bạn khác có thấy không? Đây cô thấy có một bạn đang vào sao này. Con chả thấy cái nào. Chủ đề gì cô? Đây, câu hỏi đây. Nói về những việc bạn làm vào ngày cuối tuần. Kể ít nhất là 5 hoạt động nha. What are you doing at weekends? Nếu như mà bạn Andrew mà không vào được cái link phát thì Andrew type in the chat box cho cô nhé. Được chưa? Andrew không vào được link thì Andrew đánh vào trong phần chat box cho cô nhé. Andrew? Nhưng con không biết là con đang làm gì quên mất rồi. Thì con chỉ cần kể là những việc con làm cuối tuần là gì thôi. Con chịu. For example, study English. Right now, right? Study English. Or watch TV or something else. Everything is okay. So if you can't access to the link, you can type your answers into the chat box for me. Okay? Nếu như các bạn, tất cả các bạn, bạn nào mà không vào được link của cô thì các bạn đánh vào phần chat box cho cô nhé. Rồi, ok. Các bạn nhớ ghi tên vào giúp cô đó nhỉ? Chứ không, cô không biết là các bạn làm gì, không biết, cô không biết bạn nào với bạn nào đâu. Ghi tên giúp cô nữa. I'm done, okay? I'm done. Okay, I'm finished.
No, I can see the answer is wrong. Kira. 8:54 thì cô chữa nhá. Trước 8:54 thì các bạn nộp bài cho cô nhá. Type in the chat box or send in the Padlet is okay. Oh, two more minutes. One more minute. Hiện tại cô mới chỉ nhận được câu trả lời của Kira thôi nha. Cô con chả biết là làm gì. Với lại cái con chả thấy cái linh bảng. Chắc là cái giác cục gì cô. Thế bây giờ nhá, ví dụ như vào cuối tuần con có 2 tiết học tiếng Anh. Thì đó chính là hoạt động đó. Ví dụ như là vào cuối tuần thì con học tham gia lớp học. Thế là có đến một hoạt động rồi cô bảo 5 mà. Nhưng mà đó cũng là hoạt động rồi, con có thể ghi vào chứ không phải là không có hoạt động gì đúng không? Đấy là cô gợi ý cho con, hoặc là con chơi trò chơi, hoặc là con xem TV, hoặc là con nói chuyện với bạn bè, hoặc là con chơi với em. Đó là tất cả những hoạt động mà. Ví dụ cô đưa cho con một hoạt động là con học tiếng Anh. Đó là một hoạt động rồi. Thế chẳng nhẽ con ở nhà một ngày con mở mắt dậy con chỉ ngồi trong giường thôi à? Không thể nói là một ngày mà con không làm... Không thể nói là một ngày không con không thể làm hoạt động gì được. Chỉ có lười viết thôi. Đánh số ra được không cô? Mà kể cả con không có hoạt động gì con cũng có thể sử dụng những cái từ vựng mà con đã có. Con có thể viết ra được mà, có sao đâu. Rồi trong lúc chờ các bạn khác viết thì cô sẽ sửa bài của các bạn nhé. Đầu tiên là bài Kira này. À, vào ngày thứ bảy, câu đầu tiên nhé. When I don't have a free time, I need to work for my grandma. The first one is correct. Okay, good. The second one này. At the free time, I play in video game. Okay, so in this sentence, when you use I playing, when you use verb in here, you need to be in front of the playing. Is that right? So in the second sentence, you need to fix like that. At the free time,
I will play video games. I will play video game. Được chưa? Các câu số 2 này nhá thì không phải là I playing. Nếu như mà trong văn nói thì có thể xí xóa, có thể bỏ qua, nhưng mà trong văn viết thì không được sai cái phương pháp này đâu nhá. Đằng sau to be thì không có verb in luôn, mà nếu như có verb in thì đằng trước phải có to be. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nên sử dụng thì tương lai hơn. Được chưa? Chúng ta sử dụng will cộng verb in. Sorry, will cộng verb không nhá. Will cộng verb không, các động từ cứ thiếu cộng verb không. Thì ở đây Kira có thể sửa là at the free time I will play video game. Được chưa? Tiếp này. Câu số 3. At the second. Hoặc là secondly. Secondly nhá, không phải là second. Viết là secondly. I visit thôi, không có go visit, hoặc là go hoặc là visit. Được chưa? Thì bỏ một từ đi. I visit my friend and my mom if I have a chance. Okay. Nhưng mà bỏ một từ đi, hoặc là go, hoặc là visit. Tiếp là at night I can watch, chứ không phải là watching. Như vừa cô có nhắc thì cái từ đằng sau các động từ khuyết thiếu, các động từ như là can, will, may, might thì phải là một động từ verb không. Đúng chưa? Thì chúng ta phải xóa cái thằng verb bên này đi này. Chỉ là I can watch TV thôi. Before I learn English lesson. Okay. Finally. Không là final nhá. Finally. I will play. Chứ không phải là playing nhá. I will play piano before. Hoặc là before I sleep. Hoặc là before sleeping. Được chưa? Đằng sau before phải cộng với một giới. Phải cộng với một động từ ở dạng verb in. Hoặc là một. Bởi vì before là một giới từ. Nên là đằng sau cái thằng này phải là cộng với verb in nhá. Hoặc là I sleep. Hoặc là sleeping nha. Đó, đó là một vài những cái lỗi của Kira. Ý tưởng có, ý tưởng tốt. Nhưng mà những cái lỗi sai về ngữ pháp thì cần phải sửa nhá. I will play hoặc là I play cũng được. Câu số 3 thì bỏ một hoặc là go hoặc là visit. Câu số tiếp theo là cái thằng này là chứ không phải là watching nhá. Will play chứ không phải là playing. Được chưa? Rồi tiếp, cái thằng này là của ai đây? I go shopping my mom and sister. With my mom, buy some vegetables and some meat, and mom and sister go at home. Me cooking rice and mom cook. Ở đây thì câu cú hơi lủng củng, được chưa? Ở đây câu cú hơi lủng củng. Câu này có thể viết thành là I go shopping with my mom and my sister. Chấm. I go shopping with my mom and my sister. Chấm nè. My mom buys hoặc là my mom can buy some vegetables and meat. Chấm. They chuyển mom and sister thành they. They go to at home to. They go at home to nhá. To cook dinner hoặc cook meal thôi cũng được. Được chưa? Hay đây là I cook rice and my mom. Không phải nha. Ở đây chúng ta nên rút gọn lại là I go shopping with my mom and sister này. Chấm này. My mom buys some vegetables and meats. Chấm. They go to at home to cook rice hoặc là cook dinner for me. Được chưa? Tiếp nào, các câu trả lời của các bạn khác nào. Câu trả lời của bạn của ai đây? The Saturday này là của ai đây? Của Cao Nhân đúng không? Thị Nhân đúng không? Yes. Rồi, Thị Nhân nhớ những cái mà cô sửa nha. I go shopping with my mom and sister này. Chấm. My mom buys hoặc là my mom will buy some vegetable and meat.
Chấm nè. They go at home to cook the dinner for me. Đó, thì mình là ok. Ngọc Vy nè. Firstly, I might visit my grandparents. Okay, the secondly, I will do my homework. Vậy homework nhá. Homework. Then I will play volleyball with my friend. Okay, good. After that, I will go to supermarket with my family. Good. And finally, I will listen to music after studying. Very good. Right. Good. Bài làm của Ngọc Vy tốt. Bài làm của Long đâu? Đây, ở đây thì cô sẽ sửa bài này nhá. Cô sẽ sửa bài này. Saturday có biết sai. I go shopping nè. With my mom and my sister. Chấm nhá. Google, ở cái phần chat của con ghi là cần phải thêm một người nữa vào thì mới nhắn được. Có rất nhiều bạn ở đây mà tại sao lại cần phải thêm một người nữa? Vâng, vâng. Phải thêm một người nữa. Người ta ghi nói là cần thêm một người nữa thì mới bấm được. Rồi ok, thế thì bạn An Chu sẽ là người cuối cùng, bạn sẽ nói luôn cho cô nha. Không cần phải ghi nữa, bạn sẽ nói luôn cho cô. I will go shopping with my mom and my sister này. My mom. Wow. Buy some vegetable and some meat. Chấm. They. They will go. They will go home. To cook. Coi. Chưa. Tiếp nè. Rồi bạn Long này, ủa ôm. Long viết khá là nhiều đó. Ok nào, let's see. On Saturdays, I get up at 5 and exercise on weekends. Okay. I took extra classes in literature and math from 7:30 to 10:30. Then I studied and took some time to rest. In the afternoon, I went fishing. After that, I'm done at fishing. I go to study martial arts. I study English in the evening. Last, I did my homework. Okay, right. Ở đây thì có một lưu ý đối với Long là ví dụ nếu như mà câu hỏi là what was you doing at weekends? Thì con sẽ dùng thì quá khứ đơn để diễn tả hoàn toàn chính xác. Được chưa? Câu hỏi là what did you do at weekends? Thì con sử dụng thì quá khứ đơn để diễn tả là ok. Nhưng cô đang hỏi là what are you doing at weekends? Tức là những cái hành động mà con sẽ làm vào cuối tuần. Thì cái câu hỏi đang thì tương lai đơn. Thì nên con nên sử dụng thì tương lai đơn giống như be nhá. Ok. Các hành động hoạt động rất ok rồi. Nhưng mà cái thì phải sửa lại một chút. Ví dụ như là câu này nhá. Rồi ok. Nếu như mà làm như này thì cô sẽ sửa lại cái thằng này là what did you do at weekends cho Long luôn nhá. Đây. Ở đây thì sửa luôn hả? I get up. Rồi, ok, good. Đúng rồi. Rồi, ok, right. Rồi tốt, bài của Long tốt, bài của Vy tốt. Bài của Kira ý tưởng tốt, nhưng mà phải xem lại một số, đây cô sẽ sửa luôn nha. Thì đây này, I can watch chứ không phải là
I can watch him now. I will play now. Finally now. Finally, you phải được phải nha. I will play piano before sleeping. Được chưa? Đó. Rồi, ok. Bài của Long tốt, bài của Vi tốt rồi. Bài của Thiện Nhân thì cô đã sửa lại rồi nhá. Rồi, bạn Andrew nào, nói cho cô biết những cái hoạt động mà con làm vào cuối tuần nào. Con chiều nay con đánh no, đánh. You need to speak in English. In the afternoon before I got after sleep in the noon, I play the piano and cleans my house bathroom. Mm-hmm. Okay. You play the piano? And squeeze my house bathroom. Mm-hmm. Okay, that's right. That is. Okay. Rồi, đó chính là những cái hoạt động con làm cái gì thì con kể thôi, mà kể cả không có thì con có thể sử dụng những cái động từ mà con đã học thì con nói được mà. Ok, rồi, như vậy nhá, con sẽ nhắc lại bài tập về nhà này. Ok. Nào, bài tập về nhà này. Tôi đang đúng không? Đó. Nào. Rồi, buổi gần tới thì các bạn sẽ làm cho cô bài tập này nhá, thì cô sẽ gửi vào trong nhóm luôn. Ok. Được chưa? Ok. Làm cho cô bài tập 1. Ok. Bài tập 3. Ok. Bài tập 1, bài tập 3 và bài tập 1 này nữa nhá. Kiểm tra về cái model verbs, được chưa? Biểu hiện thực tâm tính thực thiếu. Cô sẽ chụp luôn và gửi trong nhóm. Và sau đó các bạn sẽ làm bài tập buổi sau, cô sẽ kiểm tra nhá. Okay. So do you have any questions? Okay. Do you have any questions about this lesson today? Okay, now. No. Look it. Okay, so it's time to finish. Goodbye, see you next time. Good night. Okay, goodbye. Goodbye, teacher. Okay, bye-bye.